Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 90 cái token EUS. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu Giver Lab. Rồi sau khi đăng nhập vào biểu mẫu thì mọi người lần lượt làm các nhiệm vụ này cho mình. Đầu tiên là follow Twitter này. Chọn theo dõi. Sau đó quay trở lại verify. Tiếp theo là sẽ tweet lại cái bài đăng. Chọn đăng tweet này. Rồi quay trở lại này, verify. Join vào group Telegram. Rồi chọn theo dõi này. Sau đó I'm not a bot. Quay trở về, tiếp tục ra vào kênh Telegram, join này, quay trở lại, truy cập vào website, rồi quay trở lại, tiếp tục follow Twitter, chọn theo dõi nhé. Quay trở về này. Rồi sau đó retweet và like cái bài đăng. Rồi chọn tweet lại. Tiếp tục bấm chọn like. Quay trở lại. Verify này. Rồi sau đó thì sẽ tag 3 người bạn vào. Ok, ở đây thì mọi người sẽ bấm vào mục retweet này, chọn trích dẫn, mọi người sẽ test 3 bạn vào. Ok, tiếp theo thì bấm tiếp sang cái mục bình luận này cho mình, cũng tag 3 bạn vào. Rồi sau đó quay trở về, bấm chọn verify, tiếp tục join vào kênh Telegram của Communitas. Rồi quay trở lại, join tiếp vào group của nó. Ok, quay trở lại. Sau đó thì truy cập vào website. Rồi, sau đó quay trở lại. Tiếp theo mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mạng BSC. Rồi, sau đó chọn submit. Ok, và cuối cùng mọi người bấm vào đây để lấy đường link chia sẻ nhé. Thì đây nó sẽ có một cái đường link chia sẻ của mọi người đây. Mọi người copy đường link này đi chia sẻ. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.